Một. Xin chào, cô xin giới thiệu, cô tên là Phạm Thị Ngọc Hà, giáo viên trường tiểu học C thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn. Hôm nay cô và các em sẽ cùng tìm hiểu tiết luyện từ và câu tuần 4, tiết 8, không qua bài luyện tập về từ trái nghĩa. Tiết này các em sẽ chuẩn bị cho cô sách giáo khoa tiếng Việt tập 1 và vở bài tập tiếng Việt tập 1. Chúng ta sẽ ôn lại tiết trước. Hôm trước con học bài từ trái nghĩa, bây giờ chúng ta sẽ ôn lại. Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau: mẫu, cao, thấp, phải, trái, ngày, đêm, vân vân. Việc đặt các từ trái nghĩa bên cạnh nhau có tác dụng làm nổi bật những sự vật, sự việc, hoạt động, trạng thái, vân vân đối lập nhau. Chúng ta sẽ cùng nhau khởi động. Cô có hai bài tập. Một, thành ngữ nào không có cặp từ trái nghĩa? A, hẹp nhà rộng bụng. B, xấu người đẹp nết. C, kính trên nhường dưới. D, uống nước nhớ nguồn. Em viết kết quả vào bảng con trong thời gian 5 giây bắt đầu. Bài 1. Tìm những từ trái nghĩa nhau trong các thành ngữ, tục ngữ sau. A. Ăn ít ngon nhiều. B. Ba chìm bảy nổi. C. Nắng chống trưa, mưa chống tối. D. Yêu trẻ, trẻ đến nhà, kính già, già để tuổi cho. Chúng ta tìm cặp từ trái nghĩa và con gạch dưới những cặp từ trái nghĩa cho cô. Em làm bài. Cặp từ trái nghĩa của cô là câu A, ít nhiều. Câu B, chìm nổi. Câu C, nắng mưa. Câu D, trẻ già. Em nào là đúng với kết quả của cô? Cô xin chúc mừng em. Chúng ta tìm nghĩa của một số câu thành ngữ tục ngữ của bài tập 1. A. Ăn ít ngon nhiều có nghĩa là ăn ngon, có chất lượng tốt hơn ăn nhiều mà không ngon. Câu B. Ba chìm bảy nổi, ý nói là cuộc đời vất vả, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. C. Nắng chóng trưa, mưa chóng tối, ý nói trời nắng có cảm giác chóng đến trưa, trời mưa có cảm giác tối đến nhanh. D. Yêu trẻ, trẻ đến nhà, kính già, già để tuổi cho, ý nói yêu quý trẻ em thì trẻ em hay đến nhà chơi, nhà lúc nào cũng vui vẻ, kính trọng tuổi già thì mình cũng được họ như người già. Đó là nghĩa của thành ngữ tục ngữ của bài tập 1. Chúng ta đi sang tiếp bài tập 2. Điền vào mỗi ô trống một từ trái nghĩa với từ in đậm. A. Trần Quốc Toản tuổi nhỏ mà chí ô trống. B. Trẻ ô trống cùng đi đánh giặc.
C. Ô trống trên đoàn kết một lòng. D. Sayako đã chết nhưng hình ảnh của em còn ô trống mãi trong ký ức loài người như lời nhắc nhở về thảm họa của chiến tranh hủy diệt. Con hãy tìm những từ trái nghĩa gì nhờ ô trống cho cô. Các con làm bài. Các em xem, trời có tỏn tuổi nhỏ mà chỉ lớn. Ngược, trái nghĩa từ nhỏ có thể là từ to, từ lớn. Vậy chúng ta xem, có thể chúng ta điền từ to, Trần Quốc Tổng tuổi nhỏ mà chí to, xem có được không. Nếu như không được chúng ta sẽ đổi từ khác cho nó thích hợp, hoặc là từ lớn, Trần Quốc Tổng tuổi nhỏ mà chí lớn. Vậy từ lớn như vậy nó thích hợp hơn, chúng ta điền từ lớn. Câu B tương tự, ngược lại với từ trẻ là từ dưới. Xin lỗi, ngược lại với từ trẻ là từ già. Trẻ già cùng đi đánh giặc. Câu C, từ trên ngược lại từ trên là từ dưới. Dưới trên toàn kết một lòng. Câu D, từ chết ngược với từ chết là từ sống. Bạn nào làm đúng với đáp án của cô xin chúc mừng em. Chúng ta tìm hiểu tiếp bài số 3. Tìm từ trái nghĩa thích hợp với mỗi ô trống. A, tiền ô trống, nghĩa lớn. B, áo rách khéo quá hơn lành ô trống mài. C, thức ô trống dậy sớm. Như vậy những từ trái nghĩa này chúng ta sẽ điền trái nghĩa với từ lớn. Vậy chúng ta đi tìm liệt kê và chúng ta chọn từ thích hợp để điền. Các em làm bài. Các em xem, việc trái nghĩa với từ lớn có thể là từ nhỏ, từ bé. Vậy chúng ta điền từ bé, việc bé nghĩa lớn có đúng hay không, có thích hợp hay không thì chúng ta chọn. Hoặc là chúng ta chọn từ nhỏ, việc nhỏ nghĩa lớn. Ví dụ như tham gia công tác thu gom giấy vụn, tuy việc nhỏ mà nghĩa lớn. Từ phong trào thu gom giấy vụn này đã xây dựng được rất nhiều nhà ở, rất nhiều việc tốt cho các bạn thiếu nhi khi gặp khó khăn trên mọi miền đất nước. Cho nên được gọi là việc nhỏ nghĩa lớn. Đáp án của cô là chữ nhỏ. Tiếp, áo rách khéo quá có nghĩa là khéo léo. Như vậy khéo ngược lại với từ khéo là chúng ta có thể là từ dở, từ vụn, để chúng ta sẽ điền vô từ dở. Áo rách khéo quá hơn là dở may, có được hay không? Nếu như không hợp chúng ta chọn từ vụn. Áo rách khéo quá hơn là vụn may. Kết quả của cô là từ vụn. Câu C, trái nghĩa với từ sớm là từ muộn, từ khuya. Như vậy chúng ta xem coi, thức muộn dậy sớm, vậy có thích hợp chưa? Chưa thích hợp chúng ta liền từ khuya. Thức khuya dậy sớm ý nói là chăm chỉ làm được, nên chúng ta liền thức khuya dậy sớm là thích hợp hơn các em nhé. Chúng ta xem coi kết quả của các em có đúng như cô. Đúng như cô xin tuyên dương các em. Chúng ta đi tìm hiểu tiếp bài số 4. Tìm những từ trái nghĩa nhau. A, tả hình dáng, mẫu, cao, thấp. Tả hành động, mẫu, khóc, cười. Tả trạng thái, mẫu, buồn, vui. Tả phẩm chất, mẫu, tốt, xấu. Vậy chúng ta tìm những từ trái nghĩa cho cô. Các em làm bài. Dáng cao thấp, cao lùn, to bé, to nhỏ, béo gầy, mập ốm, to sù, bé tí, to cờn, bé tẹo, béo mút, gầy tông, cao bóng, lùn đẹp, vân vân. Chúng ta có thể nhiều tìm nhiều cặp từ. Tả hành động: khóc, cười, đứng, ngồi, lên, xuống, vào, ra, nằm, đứng, vân vân. Tả trạng thái: vui, buồn,
sướng khổ, khỏe yếu, khỏe mạnh, ốm đau, phấn chấn, yếu xìu, vui sướng, buồn bã, hạnh phúc, bất hạnh, khỏe khoắn, mệt mỏi, vân vân. Tả phẩm chất: tốt, xấu, hiền, dữ, lành, ác, ngoan, hư, tế nhị, thô lỗ, hèn nhát, dũng cảm, thật thà, dối trá, trung thành, phản bội, cao thượng, hèn hạ, khiêm tốn, kiêu căng, vân vân. Chúng ta có thể tìm nhiều. Bạn nào đọc đúng với kết quả của cô xin chúc mừng em. Chúng ta sang tiếp bài tập số 5. Đặt câu để phân biệt các từ trong một cặp từ trái nghĩa vừa tìm được ở bài tập trên. A. Tả hình dáng như bài số 4. Rồi chúng ta có mẫu cao thấp. Cô sẽ đặt câu mẫu cho con. Mai thì cao quá, còn Lan thì vừa thấp vừa bé. Đó là câu mẫu chúng ta tìm. Mẫu là có cặp từ trái nghĩa cao thấp tương tự tả hành động. Mẫu khóc cười. C. Tả trạng thái, mẫu buồn vui. D. Tả phẩm chất, mẫu tốt xấu. Các em làm bài. Kết quả của cô: tả hành động, bé Ngân lúc cười lúc khóc trông rất đáng yêu. Đó là cặp từ trái nghĩa cười khóc. Tả trạng thái, bà em khi buồn lúc lại vui, tâm trạng rất thất thường khó hiểu quá. Đó là cặp từ trái nghĩa buồn vui. Câu D, tả phẩm chất, bạn Lan nhìn bề ngoài có vóc dáng hơi xấu nhưng tính tình thì rất tốt, ai cũng yêu mến bạn. Cặp từ trái nghĩa của cô là xấu tốt. Đối với bài 5 chúng ta sẽ tìm nhiều câu có cặp từ tả hình dáng, hành động, trạng thái, phẩm chất là đúng như yêu cầu của bài. Bạn nào làm đúng với cặp từ của cô xin chúc mừng em. Các em biết vô từ trái nghĩa giúp mình phong phú và đa dạng rất thiết thực với cuộc sống. Các em phải biết yêu quý các thành ngữ, tục ngữ. Các em về nhà học thuộc các thành ngữ, tục ngữ và xem tiếp cho cô bài mở rộng vốn từ, bài Hòa Bình, sách giáo khoa trang 47. Tiết học của hôm nay chúng ta đã hết. Cô chúc các em khỏe mạnh.